sáng nay 18 tháng 6 tại 3 điểm cầu, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đường Trường Sơn Đông, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khởi công trực tuyến 3 dự án giao thông trọng điểm là dự án xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột. Dự lễ khởi công có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Tại điểm cầu Đắk Lắk, tham dự có các đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành địa phương của tỉnh Đắk Lắk. Dự án xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột là ba dự án giao thông trọng điểm được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào ngày 16 tháng 6 năm 2022. Trong đó, dự án xây dựng đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khi đi vào hoạt động sẽ tạo thành hệ thống hạ tầng giao thông logistics đồng bộ và nối kết liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi để các tỉnh và thành phố của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển. Đối với tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 117 km, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần, được Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ quản. Sau khi được xây dựng hoàn thành, sẽ là đòn bẩy tạo động lực phát triển không chỉ cho hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk mà còn cho cả các tỉnh Tây Nguyên và vùng duyên hải miền Trung. Đánh thức và phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh và cả khu vực là tuyến đường chiến lược kết nối rừng với biển, nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối hành lang vận tải Đông Tây. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đối với việc phát triển kinh tế xã hội, tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh, đặc biệt là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực Tây Nguyên và vùng duyên hải miền Trung trong giai đoạn 2021-2025. Đảng và Chính phủ đã tập trung nguồn lực chỉ đạo triển khai xây dựng các tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, giai đoạn 2, vùng các tuyến cao tốc theo trục Đông Tây như cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu, cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột và đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, chính quyền, Bộ Giao thông Vận tải, các bộ ngành liên quan, các sở, ban ngành, ban bồi thường giải phóng mặt bằng, ban quản lý dự án của các địa phương liên quan đến 3 dự án giao thông trọng điểm. Đồng thời, cảm ơn người dân trong vùng dự án đi qua đã chia sẻ, ủng hộ và đồng thuận bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án và mong người dân tiếp tục ủng hộ bàn giao dứt điểm mặt bằng còn lại cho chủ đầu tư trước 31 tháng 12 năm 2023 để dự án được hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra. Để công trình được hoàn thành đảm bảo an toàn, đúng tiến độ, chất lượng và đáp ứng các cái yêu cầu khác thì tôi đề nghị thứ nhất là Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường và các tỉnh thành phố được giao làm cơ quan chủ quản dự án tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và các nhà đầu tư, các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án, tiến độ thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và mỹ kỹ thuật trong tổ chức thi công. Phát biểu tại điểm cầu Đắk Lắk, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ ngành trung ương, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự đồng hành của nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị nhấn mạnh, lễ khởi công là bước khởi đầu của một dự án công trình trọng điểm quốc gia. Để dự án được hoàn thành đúng tiến độ, đạt hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đề nghị Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ban quản lý dự án chủ động, tích cực hơn nữa để phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương có liên quan, đơn vị tư vấn, các nhà thầu để triển khai dự án đồng bộ, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Về trách nhiệm của mình, tỉnh Đắk Lắk xin cam kết với Thủ tướng Chính phủ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban quản lý dự án
cùng các cơ quan đơn vị địa phương của tỉnh khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần còn lại, đảm bảo bàn giao 100% mặt bằng sạch và các điều kiện cần thiết cho đơn vị thi công trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Giám sát, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị thi công tư vấn thực hiện dự án thành phần 3, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật. Đồng chí Phạm Ngọc Nghị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ ngành trung ương, đặc biệt là sự hỗ trợ trực tiếp của Bộ Giao thông Vận tải, sự tiếp tục nỗ lực đồng hành của các cấp chính quyền và nhân dân hai tỉnh để dự án hoàn thành và đưa vào vận hành đúng tiến độ.